Người xem phim thấy cảnh thương chó với lại có sợ hả? Nhưng mà mọi người hãy yên tâm là đoàn phim đã bảo đảm là những mô hình thôi, không có phải là động vật thật. Cái khuôn lúc đầu đổ, nhưng mà thường thịt khuôn thịt cao chỉ là đổ một bản thôi, không có thể sản xuất được nhiều cái con chó, cho nên phải chuyển qua cái khuôn bằng nhựa. Một bản một con là làm một con thôi, còn không có đổi hàng loạt được. Nên là phải mất thời gian này thì làm qua thêm này. Anh là Tình Nguyên, làm bên bộ phận thiết kế. Đây là làm hiệu ứng đặc biệt con chó. Phim thì tại sao không quay chó thật? Bởi vì đó là về động vật, về nhân đạo các thứ. Phải làm chó giả, mình muốn làm chó giả phải là coi file, phải nhờ người vẽ file. Xong rồi đâu mới in nhựa, xong đổ khuôn. Làm chó thì cái khuôn này hơi mất thời gian đó. Làm tới nay cả tuần rồi. Vừa ra khuôn vừa đổ silicone thì mất cỡ tầm 10 ngày. Cái khuôn này khó, thay vì mình làm một con thì nó dễ. Khuôn phải ra nhiều bản nên đổ khuôn hơi phức tạp. Vật liệu hơi đắt tiền, và bị silicone. Trong khi mình là khó nhất là khi con chó này nó ra thành phẩm mà là màu mới khó. Tại trên silicone nó phải là silicone chuyên dụng, cho nó ít khó ăn màu, phải nhiều thứ khác. Ah!